Hôm nay là chuyến đi cuối cùng ở Đà Nẵng, mình sẽ đi cái bán đảo Sơn Trà. Thì mới dậy mặt hơi bị đục, dậy ăn bún bò. Bún bò thì ở trên Đà Nẵng nhiều quán lắm, thì cứ vô một quán đại đó, mình đang đắp vô một cái quán là 47 Ngô Gia Tự, quán đó đang là Bà Gái, là một bà và một thái bán. Thì cái tô bún bò ở đây nó khá là lạ nha. Bún bò ở đây bún mà sợi bún rất là nhỏ nhỏ lắm, còn dĩa rau á thì lại không có rau muống như thành phố, không có rau muống, chỉ có xà lách, giá, rồi bột lại rau gì đó, rồi một ít bắp chuối. Thấy sợi bún nó rất nhỏ. Bây giờ mình sẽ thử cái nước súp của nó. Súp thì ngọt 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 hăng á, ngọt theo kiểu ngọt xương á, chứ không phải là ngọt theo kiểu ngọt mắm. Giờ mình sẽ thử cái cọng bún. Cọng bún nó nhỏ nhưng mà cắn vô một cái là nó tan vô miệng, kiểu như bánh gạo vậy á, như thế này là bánh gạo. Cắn một cái là tan trong miệng. Giờ thử miếng thịt bò. Mình kêu ở đây là một lô bắp bò, hãy miếng bắp thơm. Mềm. Ngon. Giờ mình sẽ ăn bún bò xong mình sẽ đi bán đảo Sơn Trà. Thì lên bán đảo Sơn Trà thì có một cái quán hải sản rất là nổi tiếng. Nổi tiếng vì cái độ giá tiền bình dân nó là chỉ 60 ngàn tất cả các món. Nói chung mình đi thử thôi. Cái thời điểm hiện tại mình đi nó còn cái giá đó không, mà chất lượng như thế nào. Trên đoạn đường mà đi lên cái chùa Đăng Ứng á, bán đảo Sơn Trà thì có một cái hồ xanh đẹp đẹp lắm, mấy bạn nhìn à, thấy không đẹp chưa? Cái hồ này nó không rộng lắm đâu, cũng khá là nhỏ thôi, nhưng mà biết sao không, cái đồi núi là đẹp lắm. Đây không, đồi cây bên đây, nước ở đây trong lắm nha, không veo à, anh nhìn nè. Đấy, thấy được luôn cái cây dưới nước. Thấy tay mình à, thấy tay không? Nước à, mình thấy được à, trong lắm. Đây thì có một cái bạn đang câu cá. Bây giờ mình sẽ đi lên cái bán đảo Sơn Trà, đi lên cái chùa Liên Ứng. Đây một cái tượng Phật Quan Âm rất là cao, mình sẽ đi lên đó.
Rồi thì hiện tại là mình đang ở trên cái chùa Liên Ứng ở Bãi Bục, bán chảo sân trà. Thì đây là cái tượng Phật Quan Thế Âm. Thì ở cái bãi bục này á thì nó ngầm cao hơn mực nước biển hơn 600 m, và cái tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát này là cái Phật, là cái tượng cao nhất ở Việt Nam, được tiêu hai người tiêu khắc gia của người Việt làm ra. Thì ở trong lòng tượng á nó có 17 tầng nữa, còn một xíu nữa mình sẽ vô đó. Thì xung quanh mình hiện tại rất là nhiều du khách. Mình ăn đi vào ngày Chủ nhật. Bây giờ mình sẽ vô lòng tượng thử cho xem có gì trong đó. Trong nhà áo rồi. Chạy đi, nó giật đồ. Đi vào ở lòng tượng thì các bạn phải cởi giày dép ra ngoài nha, không được mang vàng. Ủa không được mang vào thì mình cầm tay được không? Mất chắc hả? Ngơi ngay là ngơi để mà cầu nguyện và bái Phật Quan Âm, Tây Tạng và Phật Tổ. Thì cái cầu thang như là hình như cầu thang không cho đi lên thì phải. Đúng rồi, không cho mình đi lên. Vậy ở trên là chắc là những người nào tu họ mới được phép đi lên để mà họ hờ. Giờ mình nghĩ khác. Không, bây giờ mình đi lên cái nha. Đi lên cái bãi sân của chùa ở trên đây nha. Đi lên đó chơi. Ok. Mình đi qua bên đó đi, mình đi qua bên đó. Trước là bên đó. Không vậy, nhưng mà ở mặt trước là khá rồi chứ. 15 bị giá hán. Mà không tới 18. Ở bên chùa kia cũng vậy, không tới 18. Mình đang đi vào cái trang viên của chùa Liên Ứng. Thì hai bên của chùa thì là có những vị La Hán. Và ở giữa là cái ngôi chùa. Nói về La Hán thì có 18 người là đệ tử của Phật. Về giai thoại của mỗi người thì các bạn có thể xem những bộ phim mà và Google được. Cái ngày trên mạng có nhiều rồi, nhưng mình sẽ không nói đâu. 18 người. Đếm đi, bộ bên 9 người. Ở đây đủ, mà bên kia có 16 à. Ở đây cũng gọi vậy. Không sao, cái này gọi vậy được. Vô chú ơi.
Từ từ. Đây là nơi thờ Phật Tổ, Phật Di Lạc. Chùa thì chỉ thờ những người này thôi. Thì tùy vào chùa, những chùa nào có kinh phí cao thì họ sẽ làm chùa hoành tráng hơn, thờ sẽ thờ những bức tượng chất lượng hơn, ví dụ như và Phật được làm bằng ngọc cẩm hay là Phật làm từ mạ vàng gì đó. Thì cái khu thờ này thì nó chỉ có như đây thôi. Mình đang đứng ở ngoài này vì có một cái bảng bảo là không được mang dép vào, mà dạy của mình thì mình lại sẽ mất. Các bạn nào mà có đi lên chùa á, chùa là Liên Ứng á, thì các bạn nên mang dép thì có gì tiện cỡ ra cỡ vô, sợ mất thì bỏ vô ba lô cũng được, chứ mang dài như mình thì hơi khó. Bây giờ mình sẽ đi tham quan cái trang viên này nó có cái gì. Không biết tại sao ở đây tất cả tượng Đa Hán thì là màu trắng, nhưng mà riêng tượng của Lôn Bồ Hồng này là màu đen. Chắc là để điểm nhấn chụp Lôn Bồ Hồng. Mình nghĩ là vậy. Đây là một ngôi nhà đang trưng một vị Phật, mà không, mà mình thấy là hình như là của người Thái thì phải. Phật này mình biết hai bên là hang công. Mình chịu à, cái tôn giáo Phật thì mình chịu, không biết. Cái đó là mẫu khác gì? À, cũng là quan âm thôi, nhưng mà quan âm có nhiều dạng. Dạng nó có bậy. Hả? Dạng nó có bậy. Anh nói gì? Thấy quan âm một Phật thì có mô hình này. Tùy mỗi nước mà sẽ tải khác nhau. Sao mấy con chó ở đây? Con này tự tìm đi. Ở đây thì vẫn là có 18 vị La Hán, và ở giữa là Phật hình như là Phật Nghiền Tai. Và mình thấy cái, mình cứ tưởng là ở ngoài đây là hết rồi, nhưng mà ở trong đây vẫn còn nữa. Thì bây giờ mình phải cởi dài. Ở trong bài thờ ai nhỉ? Mình cũng không biết nữa.
Ở trong đây thì họ trang bị những cái bàn ghế thì có thể là cho các Phật tử ngồi để mà nghe giảng. Ở đây một vị La Hán nó bị gãy gỗ, nó bị gãy thì cái ngày là bị ai đó vét, cái vét gãy này không phải là vét gãy tự nhiên đâu, nó là bị va chạm gãy vô. Ở đây thì thờ tâm tạng thì ai cũng biết rồi, là một người trong một bộ phim Lấy Du Ký. Ra đây thì là ra cái nơi nãy mình vừa nói đó, cái chỗ mà nhiều người thờ nhất, nhiều người thì lại xin cầu nguyện cúng bái. Ở trang chùa Liên Ứng Bãi Bụt này mình phát hiện là có mấy chú khỉ. Ở đây có hai chú khỉ này. Mình có một cái nỗi ám ảnh là bữa đi Cần Giờ khỉ nó giật mắt kiến. Sợ khỉ lắm. Bây giờ giật luôn cái camera là mệt mà. Mình sẽ mạo hiểm. Mình sẽ mạo hiểm về cái camera. Dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi trên cầu nè, dẹp. Vừa nói xong là con khỉ trên trên cần nó hù mình. Thôi. Không tin. Không tin đâu. Khi mà các bạn mà đi đèo á thì các bạn nên đi xe số nha, và để số 2 và số 3. Để mà khi mà xuống xuống đèo á, xuống con giống á thì cái máy á, nó sẽ rì lại cái góc độ cho các bạn thì đi nó sẽ an toàn hơn. Đừng bao giờ đi xe đây ra. Giờ này sẽ đi cái hải sản ngâm đẳng thì cái quán này hơi khó tìm. Đây là, hải sản ngâm đẳng nằm trong đây. Thì bây giờ mình sẽ quẹo vào cái đường Nguyễn Phan Vinh. Giờ mình quẹo đây. Thank you.
luồn lắc hẻm các kiểu thì mình đã vô được cái quán Năm Đặng. Thì ở đây thì họ bán hải sản đồng giá 60, thì sẽ có những cái món họ ghi giá riêng cho từng món, ví dụ như tôm tích ngày heo đời giá nè, rồi ví dụ như cái con cá bớm mà những cái nào mà không có ghi giá đó và đọc giá 60, rồi những cái nào giá nghe miếng thì họ sẽ mở ngoặc lại. Và có những cái món những cái món mới là họ sẽ ghi thêm ở đây. Thì bây giờ mình sẽ lựa menu, rồi mình sẽ coi thử ở đây bán ngon hay không. À, trong khi mình chọn món nha thì mình kêu một cái bia, đặc trưng của miền Trung là bia Huda. Thì Huda là viết tắt của hai chữ là Huế và Nam Bạc. Là tại sao có hai chữ này, nghĩa là bia ở miền Trung sử dụng công nghệ của Nam Bạc, thì chỉ là Huda. Như ngày thì độ cồn là 4.7, thì 4.7 là độ cồn trung bình của các loại bia rồi. Thì cái vị bia á, cái vị bia á nó giống như theo kèn vậy, nó nhẹ mà vị nó hơi thanh, hơi ngọt ngọt. Rồi thì mình đã kêu những cái món như là cơm ghẹ ngan me và tôm tích. Thì tôm tích ở đây rất là bự nha, bự lắm, thấy không nè, rất là bự. Rồi mình sẽ con ăn con tôm tích trước. Tôm tích này ăn sao ta? Đây mẹ ở đầu vậy đó. Đây mình hơi dơ nha. Thì món này á thì có chấm với lại mắm đường. Thank you.
giờ mình sẽ ăn con mẹ sò me. Thì ở đây kẹ sò me thường người ta sẽ ăn chung với bánh mì. Giờ mình chấm thử thử sốt me như thế nào. Sốt me thì không chua lắm, nó có vị ngọt nhiều hơn. Giờ mình ăn nhẹ. Nhẹ ở đây thì họ không có lột, họ chỉ không có bỏ phần mỗi dùng đâu, các bạn phải bỏ ra nha.